Tập 3. Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo. Đừng đuổi theo. Cứu tôi với, đừng đuổi theo. Cứu. Mẹ. Cứu. Cứu tôi. Mẹ. Cứu. Mẹ. Mẹ. Cứu. Mẹ. Mẹ sao vậy? Mẹ. 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 Mẹ gặp ác mộng nên nói mơ. Sợ quá. Mẹ cẩn thận. Bây giờ mấy giờ rồi? Sắp 2 giờ rồi. Sao con còn chưa đi ngủ? Mẹ, ba thay mẹ đi đưa hàng đến bây giờ vẫn chưa trở về. Anh cũng không có nhà, không biết để đi đâu. Ba còn chưa về hả? Mẹ, mẹ. 10 giờ rưỡi ba con đã đi. Đến bây giờ 3 tiếng rưỡi vẫn chưa về. Sao lại như vậy? Mau lên, mau mẹ, lên. Cẩn thận nha. Mau đi xem thử. Mẹ, mẹ phải cẩn thận đó. Mẹ ơi, mẹ muốn đi đâu? Mẹ không có ra ngoài. Con mau đi ngủ đi, như vậy sẽ cảm lạnh đó. Mau lên. Mẹ, điện thoại. Alo. Mẹ, gì vậy mẹ? Ba con và anh hai xảy ra chuyện rồi. Dân xin, em đau lòng quá, em đau lòng quá, em biết là anh không yên lòng ra đi, anh không thể nào yên lòng được. Các con còn quá nhỏ, anh phải nhìn thấy nó trưởng thành chứ. Dân xin, em cũng không thể chấp nhận. Anh phải phù hộ để cho cảnh sát bao trong bắt được bọn chúng. Anh phải phù hộ cho em có sức mạnh để nuôi các con khôn lớn thành người đó. Dân xin. Dân xin. Chị Trịnh à, xin giới thiệu vị này là đại biểu nhân dân, đại biểu Trần, Trần Long Quy. Chị Trịnh à, xin chị bớt đau buồn.
Chị Trịnh à, tôi nghe nói anh Trịnh là người rất tốt, sao có thể nói đi là đi, hơn nữa còn đi không rõ ràng như vậy. Thiệt tình, anh ấy khiến người ta thấy xót lòng. Chị Trịnh à, chị đừng quá đau lòng, chị phải cố gắng lên. Nếu như chị có khó khăn gì á, cứ việc đến tìm tôi hoặc là đại biểu Trần, anh ấy sẽ giúp chị mà. Nếu như nó không chịu làm thì giải quyết nó đi. Cái gì? Giải quyết hắn sao? Chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn đó. Chị Trịnh à, đây là chút đồng thành của tôi, xin chị nhận cho. Không được, tôi không thể nhận số tiền này. Không được. Đây là tấm lòng của tôi. Tôi biết hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, chị đừng có ngại mà. Đây đây, nè nè, chị cầm lấy đi, chị nhận đi, đừng có xấu. Chị Trịnh à, nếu chị có khó khăn gì cứ việc đến tìm tôi, tôi sẽ tìm cách hỗ trợ chị, giúp chị giải quyết vấn đề hả? Cảm ơn, cảm ơn anh. À, vậy chúng tôi xin về trước. Cảm ơn, cảm ơn. Mẹ, con từng nhìn thấy chiếc nhẫn mà người đó đeo đó. Chiếc nhẫn gì? Thì chiếc nhẫn mà đại biểu Trần đeo đó. Thì sao? Ngày ba con xảy ra chuyện, con ở trên xe nhìn thấy chiếc nhẫn giống hệt vậy luôn. Ông ta tốt bụng mang tiền đến giúp chúng ta. Con đừng nói bậy, có rất nhiều thứ giống nhau mà. Quán Đạt, đại ca. Quán Đạt, lần này xảy ra chết người, cảnh sát sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hôm đó chắc không có người khác biết chuyện này chứ? Không có. Tốt lắm. Số tiền này cho cậu, cậu lập tức rời khỏi đây, để tránh sau này cảnh sát tìm được, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Em chưa thể đi được. Chưa thể đi? Tại sao vậy? Hôm đó mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tờ biên nhận mà em giao cho Trịnh Dân Sinh cuối cùng đã quên lấy lại. Tờ biên nhận đó có lẽ vẫn còn trên người hắn. Lúc đầu em muốn quay lại để lấy. Cái gì? Xưa nay cậu làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, tại sao lần này lại xảy ra sơ sót hả? Rõ ràng tôi căn dặn cậu tìm một tài xế không ai để ý đến chuyển hàng cho mình. Kết quả cậu tìm tên họ Trịnh đó đến chuyển hàng. Không những xảy ra chết người mà cái tờ biên nhận cậu cũng chưa thu lại. Đó là chứng cứ. Nếu như rơi vào tay của cảnh sát,
Cậu nói đi, phải làm sao? Đại ca, em biết chuyện này là em xử lý không chu toàn, em nhất định sẽ nghĩ cách tìm lại tờ biên nhận. Tờ biên nhận đó tôi nghĩ có lẽ vẫn chưa rơi vào tay của cảnh sát đâu. Nếu không thì bây giờ chúng ta đã nhận được tin tức gì đó lâu rồi. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Vì vậy em cho rằng tờ biên nhận đó nếu không rơi ở hiện trường thì vẫn còn ở trong nhà Trịnh Dân Sinh, nói không chừng vẫn còn trên người hắn. Em sẽ đi tìm thử. Tốt nhất cậu đi tìm về cho tôi, đừng gây ra phiền phức không đáng có. Nếu không, hậu quả cậu tự mình gánh chịu. Giang Lương, dụng cụ mỹ thuật cần dùng trong lớp em đã mang theo chưa? Dạ có. Lần trước em quên mang bị cô giáo trừ điểm, lần này đừng có quên nữa. Anh sao vậy? Suốt đường không nói gì? Không có. Tâm Di, em dẫn Văn Lương đi học trước đi. Anh sao vậy? Anh hai muốn cấp cô đi làm việc giúp mẹ, nếu bị phát hiện sẽ thảm lắm đó anh hai. Không có, anh có một việc rất quan trọng cần phải làm ngay. Tóm lại em mau đi học trước là được rồi. Anh hai. Thôi bỏ đi, cứ kệ anh ấy, chị dẫn em đi học nha. Nhạc Phong, Nhạc Phong, con buông tay ra. Ba, buông tay ra đi, buông tay ra. Con không muốn đâu. Ba, 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 con không muốn buông ba ra đâu. Ba không thể xảy ra chuyện được đâu, ba, ba. Ba, cũng tại con không tốt, con không cứu được ba lên bờ. Ba, cũng tại con không tốt. Đó là chữ ký của mẹ mà. Chữ này viết xấu quá, đọc không nổi. Đây là thời điểm tốt để chúng ta câu cá đó. Ê, bên kia có người kìa. Hả? Hình như bị ngất xỉu, chúng ta qua đó coi coi. Em à, ơi, không sao, em có bị sao không vậy? Em có sao không? Em lại đi. Dạ, em à. Mau đi tới bệnh viện đi. Nhanh lên. Mau đi đến bệnh viện đi. Nhanh lên. Vừa rồi tờ giấy đứa bé đó xem, có khi nào là tờ biên nhận của Dân Sinh không? Nếu như là phải,
Nhạc Phong, Nhạc Phong à, nó gặp phải chuyện gì vậy? Con trai tôi làm sao vậy? Có người ở đây chắn sống phát hiện Nhạc Phong ngất xỉu ở đó, cho nên lập tức báo cảnh sát, còn gọi xe cứu thương đưa nó tới đây nữa. Đây chắn sống, nó không đi học lại chạy đến đây chắn sống làm gì chứ? Cũng không biết nữa. Ê, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nhạc Phong. Mẹ. Nhạc Phong à, con có sao không? Trời ơi, đừng làm mẹ sợ nha. Con đến bờ biển làm gì hả? Dì Hát Mạng, bác Dương. Mẹ đang hỏi con có nghe không? Mẹ thường nói là bờ biển rất nguy hiểm, sóng biển lại lớn, con không được đến gần bờ biển. Sao con chạy đến đó làm gì? Con nhớ ba thôi, vì vậy tới bờ biển nhìn một lát thôi mà. Vậy sao con lại ngất xỉu ở chỗ đó chứ? Ở bờ biển, con nhìn thấy một gói thuốc lá. Hiệu của gói thuốc lá đó giống hệt với loại ba hút luôn. Con mở ra coi thử, bên trong có một mảnh giấy. Trên tờ giấy đó, con thấy chữ ký của mẹ đó. Có chữ ký của mẹ sao? Đó là giấy gì? Bên trong viết cái gì? Chữ xấu quắc à, hơn nữa còn bị lem. Con chỉ nhận ra chữ ký của mẹ. Tôi nhớ ra rồi, đó là tờ biên nhận. Hả? Tờ biên nhận gì chứ? Mấy hôm trước ở cửa tiệm tạp hóa, có một người, hắn kêu tôi tối đó lúc 11 giờ đêm đến bến cảng để chuyển hàng. Hắn đã đưa tôi tiền cọc 10.000, chính là tờ biên nhận đó. Nhận hàng gì mà trả cọc 10.000? Hắn nói nếu như sau 11 giờ nhận xong xuôi số hàng đó thì hắn sẽ cho tôi thêm 20.000 nữa. Còn cho chị thêm 20.000 nữa. Số hàng đó chắc chắn có vấn đề rồi, sao chị đồng ý vậy chứ? Tôi chỉ nghĩ một lần kiếm được tới 30.000 thì quá tốt, vì trong nhà đang thiếu tiền nên tôi mới đồng ý làm. Chắc là tờ biên nhận đó rồi. Mẹ biết con nhớ ba, nhưng mà con cũng không được cúp cua. Lúc ba con còn sống, việc quan tâm nhất chính là việc học của con. Sau này dù có việc gì, con cũng phải học hành chăm chỉ cho mẹ, không được phụ kỳ vọng của ba đối với con. Con biết rồi. Con cũng to gan lắm đó, con không nói với mẹ tiếng nào mà chạy ra bờ biển. Lỡ như xảy ra chuyện gì kêu mẹ phải làm sao đây? Con muốn để ba con phải rơi nước mắt trên trời hay sao? Mẹ, xin lỗi, sau này không dám nữa. Lúc nãy dì Hát Mạng nói rất đúng, bất luận đối phương đang tìm kiếm thứ gì ở chỗ chúng ta, hắn đã hai lần ra tay với con, hắn sẽ không bỏ cuộc. Con đang gặp nguy hiểm, có biết không? Bất kể sau này con muốn đi đâu cũng không được, lẳng lặng bỏ đi một mình phải nói với mẹ đó. Lúc đi học, lúc tan trường cũng phải đi chung với bạn cùng lớp, không được đi một mình, có biết không? Con đừng chỉ giả cho có lệ với mẹ. Con biết rồi. Con đừng để mẹ lo lắng nữa. Mẹ, sao nhà mình kỳ vậy nè? Gì vậy? Dân sinh, chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Mẹ. Sao rồi? Mẹ, bên trong quét dọn xong rồi. Mẹ, lạ thiệt, ăn trộm đến nhà chúng ta, sao không trộm thứ gì thì đã bỏ đi chứ? Phải đó, chúng ta rất nghèo, lại không có tiền, hắn tới làm gì chứ? Kim Phụ. Đồng Phó. Đồng Phó à, sao bây giờ anh mới đến vậy? Thì tôi đã tới rồi mà. Về chuyện nhà chị bị ăn trộm á, sau khi kiểm tra hiện trường vụ án, nếu như nhà chị không bị trộm thứ gì á, thì tôi cho rằng chắc chắn nghi phạm đã đến nhà chị là muốn tìm cái thứ gì đó. Thứ gì chứ? Dạ tôi nghèo xác nghèo sơ, có thứ gì đâu. Chị nói rất là đúng, nhà chị không có thứ gì hết. Nhưng mà với góc độ chuyên nghiệp của tôi phán đoán á, nghi phạm này chắc chắn có liên quan đến vụ án của dân sinh đó. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, tôi đã tăng cường tuần tra gần đây, sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người ha.
Đồng phó à, nói chuyện mâu thuẫn quá. Vừa nói có liên quan đến vụ án của dân sinh, lại nói không cần lo lắng tên trộm đó. Anh muốn hù chúng tôi hay sao đây? Ôi trời, đừng sợ. Tôi chỉ nhắc nhở mọi người lúc nào cũng phải đóng chặt cửa lại, có được không? Có mà, lúc nào cũng đóng chặt, nhưng trộm vẫn vào nhà đó thôi. Ê, đúng vậy. À, tôi muốn nói á, chị nói rất đúng đó. Sau khi đóng chặt cửa lại còn phải khóa nữa đó ha. Có, chúng tôi có khóa mà. Căn phòng bị lục tung lên, khóa sao cũng vô dụng. Chị nói đúng đó. Tên trộm này rất lợi hại, nó còn thông minh nữa. Là chị, ăn trộm ở đâu cũng có đó. Nếu như bắt không được thì tôi thảm rồi, hiểu chưa? Nên chị nhớ đóng chặt cửa rồi khóa lại. Chúng tôi sẽ tuần tra thường xuyên. Đồng phó ạ, phải tăng cường tuần tra. Không phải vấn đề ha. Được rồi. Anh phải vào trong xem thử chứ nè, đồng phó ạ. Đồng phó. Ôi. Mẹ, bác Dượng nói ăn trộm đến nhà mình không phải muốn trộm đồ, vậy chúng ta nguy hiểm rồi. Không đâu, mẹ ở đây mẹ sẽ bảo vệ cho các con. Chỉ là cũng không thể chuyện gì cũng nhờ cảnh sát. Bản thân chúng ta phải tự bảo vệ mình mới được. Đi, vào trong. Dạ. Chúng ta phải khóa chặt cửa lại. Nè. Khe cửa này lớn như vậy, thò tay vào thì có thể mở rồi. Đây rõ ràng chỉ phòng quân tử, làm sao phòng được ăn trộm đây. Đi. Làm gì vậy? Bên ngoài có tiếng động, mẹ ra xem thử. Có tiếng động, con đi với mẹ. Mẹ, con cũng đi nữa. Không nhìn thấy người. Nhưng mà sao chó cứ sủa liên tục? Có người kìa. Mẹ, có phải là kẻ xấu không? Mẹ, Alo, Lâm Kim Phụng. Anh là ai? 5:30 sáng mai chị tới trước cửa miếu lớn, luôn tiện mang theo thứ đó tới luôn. Mang theo thứ gì? Thật ra anh muốn cái gì tôi không hiểu. Đừng có giả bộ. 5:30, đừng quên đó. Có phải anh tìm lầm người không? Tôi thật sự không có cái gì hết. Tôi cảnh cáo chị đó chị Trịnh à, nếu như chị không giao đồ ra, đến lúc đó ba đứa con của chị xảy ra chuyện gì, đừng trách là tôi không nhắc nhở đâu nghe. Có phải anh đã hại chết chồng tôi? Có phải anh không? Thật ra anh muốn làm gì? Anh à, mẹ, có phải là hung thủ giết chết ba không? Mau đi dọn đồ đạc, mẹ dẫn các con đi thôi. Đi. Tại sao chúng ta phải rời khỏi đây? Cảnh sát làm sao bảo vệ chúng ta? Cảnh sát không thể bảo vệ cho chúng ta hoài được. Chúng ta phải tự bảo vệ bản thân mình hả? Nếu như chúng ta đi, tụi con làm sao học nữa? Chuyện đi học sau này hãy tính đi. Bây giờ chúng ta rất nguy hiểm, ba con bị người ta hại chết,
Cuối cùng hung thủ là ai chúng ta còn chưa biết. Bây giờ mẹ chỉ còn lại các con thôi. Các con là mạng sống của mẹ. Mẹ không thể để các con bị hại được. Bây giờ họ đuổi đến tận đây, chúng ta ngoài sáng họ trong tối. Mẹ nhất định phải dẫn các con đi, nếu không rất nguy hiểm. Mau lên đi. Nhưng mà... Đừng có nghĩ nhiều nữa. Quyết định của mẹ là đúng. Đi, đi mau. Hả? Chúng ta đi mau. Kêu Giang Lương thức dậy thay quần áo cho em đi. Giang Lương, Giang Lương, mau thức dậy thay quần áo. Giang Lương. Đây là anh đắm cái gì vậy? Sao lại đắm chặt quá vậy? Tâm Di à, sợi dây chuyền này là vật quý giá nhất ba để lại cho chúng ta. Bây giờ mẹ giao cho con bảo quản, con nhất định phải giữ kỹ, bất luận thế nào cũng không được làm mất hả? Mẹ, chúng ta chuẩn bị xong rồi, vậy đã đi được chưa? Chờ lát, đám người đó không biết còn ở bên ngoài không? Bây giờ chúng ta ra ngoài rất nguy hiểm. Chờ lát nữa, lúc trời sáng hơn, hàng xóm chúng ta sẽ thức dậy. Có thể đám người xấu đó không dám to gan ở bên ngoài chặn chúng ta. Chúng ta chờ một lát đi. Họ chuẩn bị bỏ trốn rồi. Mọi người chuẩn bị đi. Mẹ, mẹ đừng có rời. Không cần sợ, có mẹ đây hả? Phải đó Giang Lương, em đừng sợ, chúng ta đều ở bên nhau mà. Mẹ, chúng ta sắp rời khỏi đây, con thấy buồn quá. Lúc nào chúng ta mới trở về? Đuổi theo đi. Mẹ, phía sau có chiếc xe đuổi theo chúng ta kìa. Làm sao đây? Chiếc xe này chắc chắn có vấn đề rồi. Tới gần rồi, chạy nhanh đi mẹ. Mẹ, con mau nghĩ thử coi chỗ nào có đồn cảnh sát. Mau lên. Thằng nhóc đó hình như thấy chúng ta rồi. Mau lên đi. Mẹ, chạy nhanh lên, bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Nhanh lên, nhanh lên, tuyệt đối không thể để họ thoát, nghe thấy không? Dạ, em biết rồi, biết rồi. Chiếc xe đó rất tốt, chúng ta chạy sao cũng không nhanh hơn họ. Xuống xe, xuống xe đi. Giặc Phong xuống xe. Mẹ, mẹ đi trước đi, con cảm ơn họ cho. Không được, dẫn hai em chạy đi. Con không muốn mà. Mẹ kêu chạy thì chạy đi. Mẹ ơi, mẹ, con muốn đi đâu. Con dẫn em đi, phía trước có giường bia, lát nữa gặp ở đó. Mẹ. Mẹ.
đây, cứu tôi với, tránh ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Giao đồ ra, giao đồ ra. Thả tôi ra, thả tôi ra, cứu tôi với, cứu tôi với bà. Trời ơi. Nhìn lên. Anh là ai? Thật ra anh muốn làm gì? Giao đồ ra. Đồ gì chứ? Tôi không biết anh cần đồ gì nữa. Các anh muốn làm gì? Nè, không có đồ gì hết. Thật ra các người muốn làm gì? Muốn làm gì hả? Thả tôi ra. Cứu tôi với. Cứu tôi với, thả tôi ra đi. Cứu tôi với. Thật sự không có. Thật sự không có mà. Mẹ con, không tìm được. Thật sự không có, tôi nói là không có rồi mà. Anh tìm làm người rồi. Thả chúng tôi đi, thả chúng tôi đi mà. Anh đừng qua đây. Đừng qua đây. Mẹ con, có sao không? Có sao không? Đuổi theo. Đuổi theo tụi nhỏ đi. Dạ, dạ. Nhanh đi, nhanh đi. Nhanh lên. Mẹ. Trời ơi, em không muốn chạy, không muốn chạy, em muốn tìm mẹ. Giang Lương, em đừng có quấy nữa. Chờ kẻ xấu đi rồi mới dẫn em đi tìm mẹ. Không muốn đâu, em muốn mẹ. Đừng nhõng nhẽo nữa. Em cần mẹ, em cần mẹ, em cần mẹ, em cần mẹ. Đằng trước kìa. Mau đi, mau đi, nhanh mau lên, đi. Nhanh lên. Mau, nhanh mau lên, đi. Nhanh lên. Tâm Di, chỗ này nè. Dạ. Nhanh lên. Trốn vào đi. Mau lên. Bà cái đứa nhóc này, chúng chạy lẹ thiệt á. Bây giờ có hai con đường phía trước, cũng không biết là chúng chạy hướng nào nữa kìa. Con nít sao có thể chạy nhanh như vậy? Chắc trốn trong này thôi. Được rồi, tìm ở đây thử xem. Đi. Em sợ. Nhỏ tiếng thôi Văn Lương. Tâm Di, Tâm Di à, em và Văn Lương hai đứa trốn trong này nha. Chờ sau khi kẻ xấu đi rồi, đừng quên gặp nhau ở cầu đó. Anh, vậy con anh. Đừng có lo cho anh nữa. Mau chạy nhanh đi. Hãy nói kìa. Đuổi theo. Mau chạy nhanh đi mới được. Đuổi theo còn đứng lại. Đứng lại. Đứng lại mày. Đứng lại. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Chạy chậm quá vậy, nhanh lên. Sao mà chạy chậm quá vậy không biết à? Người đâu? Em thấy bà ta chạy về phía này, chớp mắt thì đã không thấy đâu nữa. Thứ chúng ta cần chắc chắn trong người chị ta. Mau chạy đi. Dạ, dạ, dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đằng trước đi. Qua bên kia thử xem. Đi, đi. Tôi không muốn hại chị đâu, nhưng mà chị đừng giả bộ nữa. Chỉ cần chị giao đồ ra, tôi sẽ tha cho cả nhà chị. Tôi thật sự không biết anh cần đồ gì nữa. Anh không thể hại chúng tôi, anh không thể hại con của tôi được đâu. Tôi xin anh đó. Đưa đây. Người ở đây nè. Lên, mau lên. Nhảy lên. Ừ.
Lạ thiệt nha, sao không thấy bóng dáng đâu hết. Cái thằng bé đó chạy nhanh thiệt á. Chạy đi đâu rồi ta? Nè, qua bên kia tìm thử xem. Chạy đi, đi. Chị chạy nữa đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đừng có kêu nữa. Anh là ai? Tại sao anh phải hại gia đình chúng tôi như vậy? Đưa đồ đây. Đồ gì? Tôi không có. Nếu không đưa, kết cục của chị cũng giống chồng chị đó. Thì ra chồng tôi là do anh hại chết. Anh là quân chiến cười. Thì ra chồng tôi là do anh hại chết. Chị nói bậy cái gì vậy? Chính là anh hại tôi. Anh nói bậy. Chồng tôi lo cho gia đình con cái. Anh đừng có không thể làm chuyện xấu. Tại sao anh phải làm hại anh chứ? Là anh hại ảnh. Là anh hại ảnh đó. Giao đồ ra mau. Tôi không có đồ. Thật ra anh muốn đồ gì chứ? Anh Nè. Chị à, chị có sao không? Cần tôi giúp gì không? Ở tiệm tạp quá, tôi từng thấy anh. Tôi từng thấy anh rồi. Anh, cứu tôi với. Xét người. Nắm chặt. Nắm chặt. Đừng buông tay. Đại ca, đại ca. Chị Trịnh à. Đại ca, đại ca. Nè, cẩn thận nha. Đại ca, người bên này nè. Mau qua đó coi thử đi. Dạ. Đại ca cẩn thận đó. Nè, cẩn thận nha. Chị Trịnh à. Chị Trịnh. Chị Trịnh à. Đại ca, còn cử động đó, cho bà chết luôn đi. Khoan đã. Nợ tiền trả tiền không liên quan đến anh. Đánh ra. Coi đủ chưa? Lần này coi như anh may mắn gặp được quý nhân. Được rồi, đi. Dân sinh à, ân nghĩa này tôi sẽ mãi ghi nhớ. Tôi nhất định sẽ trả cho anh. Anh không cần phải để trong lòng đâu hả? Mau đỡ chị lên. Được, dạ. Mẹ hẹn mình và hai em gặp nhau trên cầu. Mình có nên qua đó chờ mẹ không? Lỡ như bị kẻ xấu nhìn thấy thì sao? Lại đến bắt mình thì làm sao đây? Hay trốn ở đây chờ coi tình hình sao đã? Đầu của tôi. Ê nè, không được đâu. Đầu của tôi đau quá. Đầu. Đầu của tôi đau quá. Đầu của tôi đau quá. Chị Trịnh à. Chị Trịnh. Chị Trịnh. Ah.
anh là ai? Anh là ai? Đại ca, em nghĩ là đầu óc của bà không còn tỉnh táo, hay là giải quyết bà đi để đỡ phiền phức á. Từ ánh mắt khi nãy chị ấy nhìn tôi, hình như thật sự không nhận ra tôi. Có thể lúc té từ trên cao xuống dưới, não bị tổn thương nên mới vậy, không còn nhớ gì hết. Đại ca, em nghĩ là giả bộ thôi. Chắc chắn không phải. Vừa rồi chỉ biết chồng mình chết thế nào, tâm trạng chị không thể mới đó đã bình tĩnh rồi. Cứ quan sát coi sao, không nhất định bắt chị phải chết. Quan trọng là chúng ta phải tìm được tờ biên nhận đó. Bây giờ không có tờ biên nhận thì không có chứng cứ. Lúc đó dù cho chị nói sao cũng không ai tin chị đâu. Nè, bây giờ cậu mau liên lạc coi có bắt được ba đứa nhỏ không. Dạ. Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn hại chết Dân Sinh. Lúc đó nếu như tôi biết chị là vợ của Dân Sinh, nói sao tôi cũng không nhờ chị chuyển hàng. Đêm đó bất đắc dĩ tôi mới quy hiếp ảnh, xin chị tha thứ cho tôi. Tại sao mày không cần mình? Tại sao?